hôm nay là mọi người nói là cái nghề gì cũng làm ăn được nha các bạn. Đấy, đón từ phía cổng vào vô trong không đã đến khu du lịch á, là từ mỗi người 15 ngàn, hai người 30 ngàn. Đó, đi di chuyển quãng đường khoảng 1 cây số. Đây, khá nhiều người lên xe này. Đấy, đi di chuyển như vất vả chứ đi bộ trời nắng lắm các bạn. Đấy. Đây, phía ngoài đây là mình ghi nhận là đến 12 giờ trưa này mà vẫn rất là đông người đang đi vô này các bạn. Đấy, ngã một cái con đường. Đấy. Nhiều người không đi vào nữa mà dừng lại ngay bên đường để ăn uống nghỉ ngơi này. Đấy. Là đông người đang đi Đại Nam này, đi nắng nôi vất vả. Đấy, các bạn thấy sức hút của Đại Nam chưa? Đây, dòng người tấp nập đi vô Đại Nam. Hôm nay thì ai cũng buôn bán được nha, bán nước, bán kem các thứ. Đấy, hành nghề xe ôm, giữ xe các thứ. Rất là đông nha các bạn. Đấy. Trẻ em, sinh viên các thứ đi rất là nhiều. Nhiều người từ trên Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước xuống như đây. Thành phố Hồ Chí Minh cũng xuống như đây. Đấy. Chả mấy khi mọi người có cái dịp đi chơi như thế này. Cái hiệu ứng đám đông, cái sức ảnh hưởng của và Nguyễn Phương Hằng vẻ rất là lớn nha các bạn. Đấy, thấy chưa, nhiều người chấp nhận đi xa để đi du lịch đông như thế này. Đấy, xe có chở 3, chở 4. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, những người hành nghề xe ôm là gây rối loạn luôn khu vực này. Đấy, hôm nay thì xe y tế cũng phải có mặt tại đây túc trực đây. Đây, các bác sĩ, y sĩ đây hỗ trợ ghê gớm chưa các bạn, sức ảnh hưởng, sức lan tỏa quá ghê gớm. Gần 10 năm rồi mới lại có một cái dịp như thế này, rất là đông luôn. Thì nãy thì cái đường phía trong là đã ùn tắc luôn. Đấy, về phía ngoài này, người dân đang đi bộ vào đây. Vô trong đó thì vẫn có thể đi được xe nha các bạn, nhưng mà không hiểu sao thì phía ngoài đây thì nhiều người thấy đông quá thì cuối cùng lại gửi xe và đi bộ vào, cho nên khá là vất vả. Hôm nay đảm bảo luôn, đi đông như thế này vô trong đó thì nhiều người đói luôn nha các bạn, không có đồ ăn nhưng mà ở đâu mà chuẩn bị cho kịp. Đấy, nước nôi. Đấy, cảnh như bây giờ nó còn đông như thế này, thấy chưa, quá đông luôn, đủ thứ, kẹt cứng luôn. Đấy, đông chưa, ghê gớm không, trẻ nhỏ đi rất là mệt, đi bộ xa lắm đấy, mệt lắm đó chú ạ. Nó xe ôm nó lấy có 15 ngàn người thôi, 2 người 30. Đi vô trong được chưa mà ra đây đứng rồi cô? À, chờ mới đi hả? Cô từ đâu xuống như đây cô? Gì? Miền Tây à? Hay ở đâu? Tỉnh nào? À, ở Bình Dương mình hả? Quá trời xa xôi. Đấy, bây giờ ở đây thì đã là căng dây đấy, là gần như là cái gì? Không cho xe đi vào nữa rồi. Đấy. Đấy, chỉ có một lối đi ra thôi đây các bạn này. Đấy. Rất là đông nha các bạn. Vân lạc, vân luồng, rất là vất vả. Đấy, thấy cảnh đi du lịch Đại Nam chưa? Đây, phía ra ngoài đường quốc lộ 13 này vẫn rất là đông người dân ùn ùn kéo vào. Cảnh mà rất là lâu rồi mới lại thấy như thế này. Đấy, đông lắm luôn nha các bạn. Chưa, đường bên này kẹt cứng luôn nha. Phía bên này nó ùn tắc luôn, không thể đi được nữa này. Đấy, dẫm chân một chỗ xuống xe luôn. Ghê gớm chưa, tắc đường quốc lộ 13 luôn. Thấy chưa, tắc là tắc hàng
cây số luôn nha các bạn, chứ không phải tắc ít đâu. Đấy. Kéo cho đến ngã tư sửa sao luôn. Đấy. Gần như là kẹt cứng luôn. Bây giờ mình muốn đi về thì mình lại phải đi lên đường Mỹ Phước Tân Vạn để thoát ra khỏi cái đám đông này. Hai bên đường rất là đông. Xe ô tô cá nhân rất là đông các bạn, rất là nhiều. Dòng xe kéo dài hơn 1 km phía quốc lộ 13. Hai hàng xe ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một nha các bạn. Thấy chưa? Rồi, mình xin tạm dừng cái video ở đây.